Mặc dù đã ghi đến 3 bàn thắng vào lưới Bayern Munich và vươn lên dẫn trước đội bóng chủ nhà trong khoảng thời gian dài của trận đấu. Tuy nhiên, dường như lời nguyền tại thánh địa chết chóc Allianz vẫn chưa chịu buông tha cho đoàn quân của huấn luyện viên Nagelsmann, khi họ đã để cho Thomas Müller oanh tạc đến 3 bàn thắng vào lưới của mình và chỉ có được vỏn vẹn một điểm ra về với kết quả hòa 3-3. Đây đã là lần thứ 5 liên tiếp trong lịch sử, kể từ khi đặt chân lên chơi tại giải đấu cao nhất nước Đức, mà Red Bull Leipzig vẫn chưa từng được phép ăn mừng chiến thắng rời khỏi sân nhà của hùng xám vùng Bavarian. Trận hòa này đã khiến cho thầy trò huấn luyện viên Nagelsmann rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 21 điểm, hiện vẫn đang kém vị trí dẫn đầu của Bayern Munich đang là 2 điểm. Trước đó tại mặt trận Champions League, Red Bull Leipzig đã giành lấy 3 điểm trọn vẹn ngay trên sân nhà của Başakşehir, qua đó cân bằng điểm số với 2 vị trí dẫn đầu của Manchester United và PSG, qua đó tiếp tục nuôi lấy hy vọng giành lấy tấm vé đi tiếp đến vòng knock-out. Đến với trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, Red Bull Leipzig sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Manchester United đến làm khách, một thử thách không hề dễ dàng đối với đại diện của Bundesliga. Điểm qua 5 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận, thành tích mà thầy trò huấn luyện viên Nagelsmann có được là 2 chiến thắng, 2 trận hòa và để thua vỏn vẹn 1 trận. Tuy đang có phong độ thi đấu khá tốt, và cùng với đó là lợi thế rất lớn đến từ sân nhà, nhưng không phải vì vậy mà họ được các chuyên gia đánh giá quá cao trong trận đấu này. Cần biết hàng phòng ngự của Red Bull Leipzig lúc này đang cho thấy nhiều bất ổn, khi trong 2 trận đấu gần đây nhất thì họ đã để thủng lưới đến 6 bàn thắng. Đừng quên trong chuyến đến làm khách trước Başakşehir, thầy trò huấn luyện viên Nagelsmann liên tiếp vươn lên dẫn trước đối thủ được xem là yếu nhất bảng, nhưng sai lầm liên tiếp ở hàng thủ đã khiến cho Red Bull Leipzig phải để thủng lưới đến 3 bàn và họ phải chật vật đến những phút thi đấu bù giờ cuối cùng mới có cơ hội để ấn định chiến thắng với cách biệt tối thiểu. Vì vậy, nếu như đội bóng chủ nhà khi đó không phải là Başakşehir mà thay vào đó là 2 đối thủ cùng bảng còn lại thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với họ. Nếu như ở mặt trận Bundesliga, hệ thống phòng ngự của Red Bull Leipzig chơi tốt bao nhiêu, thì tại Champions League họ chơi tệ hại bấy nhiêu. Chỉ trong vòng 3 ngày, thầy trò huấn luyện viên Nagelsmann đã giúp cho 2 đối thủ của họ đều mang về những cú hat-trick. Phía bên kia sân, dẫu cho có phần nhập cuộc đầy chệch choạc trong lần đến làm khách trước West Ham ở vòng 11 Premier League. Tuy nhiên với bản lĩnh cùng với đẳng cấp trong từng con người trong đội hình, thì Manchester United đã không gặp quá nhiều khó khăn để hoàn thành cú lội ngược dòng không kém phần ngoạn mục với tỷ số 3-1 ra về. Trong đó, niềm vui của người hâm mộ quỷ đỏ dường như đã được nhân đôi, khi được chứng kiến siêu phẩm đến từ Pogba để khơi mào cho chiến thắng tưng bừng trên Olympico. Với 3 điểm vừa có được, thì lúc này đội bóng của huấn luyện viên Solskjaer đã trở thành đội bóng thu về điểm số, từ những màn lội ngược dòng nhiều nhất trong lịch sử ngoại hạng Anh, và đồng thời vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 19 điểm, hiện vẫn đang kém vị trí dẫn đầu của Tottenham đang là 5 điểm, nhưng vẫn thi đấu ít hơn 1 trận. Trở lại với sân chơi Champions League, Manchester United lại một lần nữa gục gã trước PSG ngay tại nhà hát của những giấc mơ, khi trong lần đón tiếp gã nhà giàu nước Pháp đến làm khách ở vòng đấu vừa qua, họ đã để thua tan nát với tỷ số 1-3. Trận thua vừa kể trên đã cuốn thầy trò huấn luyện viên Solskjaer phải vất vả đến tận vòng đấu cuối cùng để cạnh tranh tấm vé đến với vòng knock-out. Hiện tại, Manchester United vẫn đang dẫn đầu tại bảng H với 9 điểm, hiện vẫn đang có cùng điểm so với PSG và Red Bull Leipzig, nhưng đều nhỉnh hơn về thành tích đối đầu. Vì vậy, chỉ cần một trận hòa trước đại diện của Bundesliga ở trận này, thì Quỷ Đỏ đã có tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên với niềm kiêu hãnh của mình, thì không ngoài khả năng Manchester United sẽ cố gắng giữ vững ngôi đầu bằng 1 chiến thắng, để bước vào vòng knock-out với tư cách là đội bóng mạnh nhất bảng H. Mặc dù đoàn quân của huấn luyện viên Solskjaer không có được sự phục vụ của Cavani cũng như Martial, nhưng người hâm mộ của Quỷ Đỏ hoàn toàn có đủ tự tin để đặt niềm tin vào đội bóng con cưng của mình. Đừng quên cho đến thời điểm này, Manchester United vẫn đang được gọi vui là siêu Quỷ Đỏ trong những lần phải thi đấu xa nhà, với 8 chiến thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận trong 9 trận sân khách. Nếu như có được chiến thắng ở trận này, các học trò của huấn luyện viên Solskjaer sẽ có thêm nhiều tự tin cho trận derby thành Manchester vào cuối tuần này. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa Red Bull Leipzig với Manchester United. Tỷ lệ nổ tài của Red Bull Leipzig đạt 30%, tỷ lệ thắng kèo đạt 30%. Có 80% kết quả về lẻ. Red Bull Leipzig ghi được 17 bàn, để thủng lưới 17 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1,7 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Manchester United đạt 70%, tỷ lệ thắng kèo đạt 50%, có 60% kết quả về lẻ. Manchester United ghi được 21 bàn, để thủng lưới 11 bàn, trung bình mỗi trận ghi 2,1 bàn. Dự đoán kết quả Red Bull Leipzig với Manchester United. Nếu như muốn bước tiếp, Red Bull Leipzig phải chủ động chơi tấn công để giành lấy chiến thắng. Vì vậy, những sơ hở khi dâng cao đội hình của đội chủ nhà sẽ là miếng mồi ưa thích của Manchester United, đúng với sở trường chơi phòng ngự phản công của Quỷ Đỏ. Chọn kèo châu Á, MU nằm dưới đồng nửa. Chọn kèo tài xỉu, tài 3 trái hòa. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.